Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái series môn học lập trình hướng đối tượng. Thì trong cái bài giảng ngày hôm nay á, mình sẽ trình bày với các bạn về cái chương đầu tiên, đó là tổng quan về lập trình hướng đối tượng. Thì trong chương này nó gồm có 4 nội dung. Một, đó là các cái phương pháp lập trình. Hai, là các cái khái niệm về lập trình hướng đối tượng. Ba, là các cái nguyên lý lập trình hướng đối tượng. Và 4 là ưu điểm của lập trình hướng đối tượng. Thì về các cái phương pháp lập trình, thì ngay từ cái thời mà máy tính nó mới xuất hiện, thì cái tư duy lập trình đầu tiên đó là lập trình tuyến tính. Thì lập trình tuyến tính nó rất là đơn giản, đó là một cái chương trình hay là thì nó thường nó sẽ gồm rất là nhiều câu lệnh được viết một cách tuần tự và nó được thực hiện từ đầu cho đến cuối cùng. Thì như các bạn nhìn thấy ở bên trái á, thì nó thực hiện từng bước, ví dụ hết bước A tới bước B tới bước C tới bước D, vân vân đúng không nhỉ? Thì khi này á, thì với những cái chương trình mà nó có những cái yêu cầu về điều kiện, thì người ta sử dụng cái câu lệnh là go to và cái nhãn để thực hiện các cái câu lệnh theo điều kiện cụ thể. Ví dụ các bạn nhìn thấy này, ví dụ chỗ này, ví dụ như là nếu mà điều kiện là đúng thì chúng ta sẽ nhảy đến một cái nhãn L1 nào đó đúng nha. Và cái ngôn ngữ assembly á là cái ngôn ngữ mà phổ biến nhất và nó thể hiện rất rõ cái tư duy về lập trình tuyến tính. Thì cái phương pháp lập trình này là một phương pháp lập trình kém hiệu quả và khó kiểm soát, bởi vì cái code nó rất là dài và nó phức tạp. Cho nên người ta mới đề xuất ra cái phương pháp lập trình có cấu trúc. Thì lập trình có cấu trúc là nó cho phép cái chương trình được viết và thực thi theo một cái logic rất là dễ hiểu, có thể dễ dàng sửa đổi và khá là hiệu quả. Và nó được đề xuất bởi hai nhà toán học, đó là ông Born và ông Jacobi. Vì họ đã chứng minh được rằng á, là tất cả các chương trình máy tính được viết bởi ba cái cấu trúc, đó là cấu trúc tuần tự, tức là từng bước từng bước từng bước một. Thứ hai là cấu trúc về điều kiện, ví dụ như là điều kiện đúng thì làm cái gì đó rồi và kết thúc, hoặc là điều kiện sai thì xử lý cái gì đó và kết thúc. Cái thứ ba là cấu trúc lặp, tức là điều kiện đúng thì xử lý và lặp liên tục như vậy đúng không nhỉ, khi nào sai thì nó mới thoát ra bên ngoài. Thì cái lập trình cấu trúc này á, thì chương trình đã tổ chức thành các cái hàm và mỗi hàm nó sẽ đảm nhận xử lý một công việc riêng trong toàn bộ hệ thống, và mỗi hàm nó có thể là chia thành các cái hàm nhỏ hơn. Ví dụ như một cái chương trình chính này nó có thể gồm có rất là nhiều hàm, và mỗi hàm thì có những cái hàm nhỏ hơn. Và cái dữ liệu mà được chuyển đổi, thì cái dữ liệu nó được chuyển đổi qua lại thông qua được các cái tham số gọi hàm. Và dữ liệu, những cái dữ liệu nào tính chất mà dùng chung á, thì nó sẽ được khai báo là toàn cục. Còn những cái dữ liệu mà dùng cho từng hàm á, thì nó là được khai báo là cục bộ cho từng hàm. Và cái lập trình cấu trúc này á, trong nhiều trường hợp mà chúng ta cần hiểu và xử lý dữ liệu cách linh hoạt á, thì nó cũng rất khó đáp ứng được. Cho nên cái lập trình theo cấu trúc nó bộc lộ khá là nhiều hạn chế. Cho nên người ta mới đề xuất cái phương pháp lập trình đó là lập trình hướng đối tượng. Thì lập trình hướng đối tượng nó là một kiểu lập trình hướng vào đối tượng, và mỗi đối tượng thì nó sẽ gồm cả các cái thuộc tính, hay người ta gọi là các cái đặc điểm, và các cái phương thức, hay người ta gọi là các cái chức năng của đối tượng. Và đặc điểm của cái phương pháp lập trình hướng đối tượng này, nó tức là cái chương trình nó chia ra rất là nhiều các cái đối tượng độc lập, và cái cấu trúc dữ liệu nó được thiết kế sao cho nó đặc tả được các cái trạng thái, cái đặc điểm hay gọi là các cái phương thức của đối tượng. Thứ ba là dữ liệu nó được che giấu và được bao bọc ở bên trong. Và thứ tư là các cái đối tượng nó trao đổi với nhau thông qua các cái phương thức và các cái thông điệp. Rồi, đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ nhất là mình vừa mới trình bày và các cái phương pháp lập trình. Thì các bạn nhớ cho mình á, là có một vài phương pháp lập trình các bạn cần nhớ, đó là lập trình về tuần tự này, là như lúc nãy mình có trình bày rồi á. Sau đó là về lập trình có cấu trúc này, và sau đó là lập trình hướng tượng. Thì cái mình vừa trình bày xong mục thứ nhất, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái
vài khái niệm trong lập trình hướng đối tượng. Thì cái khái niệm đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là đối tượng. Thì như chúng ta biết là đối tượng trong cái thế giới thực là xung quanh chúng ta hầu như cái nào cũng là đối tượng. Và đối tượng là những cái thực thể mà nó có thể nó tồn tại, nó có hai dạng, nó có hai thành phần, đó là trạng thái và hành vi. Ví dụ như là con người ví dụ như có sinh viên A, công nhân B, kỹ sư C, vân vân vân, hoặc là đồ vật, ví dụ như là máy tính, điện thoại, xe máy, laptop, đúng không nhỉ? Và với các cái mô hình hướng đối tượng thì các bạn để ý này, là các cái đối tượng, ví dụ trong cái mô hình thì ví dụ như gồm có đối tượng, ví dụ tôm thì ở trong một ngôi nhà, lái một chiếc xe và lái một đóa hoa, đúng không nhỉ? Thì tất cả các cái đối tượng mà trong mô hình hướng tượng này nè, nó tương ứng với các cái đối tượng thực tế, trong thực tế rất rõ ràng. Và lưu ý á, các cái đối tượng mà nó chung một cái mô hình hướng tượng, tức là nó sẽ có một cái mối tương quan nhất định với nhau. Ví dụ như là tôm với ngôi nhà thì có mối liên quan gì? Tức là tôm ở trong cái ngôi nhà. Tôm với chiếc xe thì có mối liên quan gì? Tôm cưỡi một chiếc xe, hoặc hay người ta gọi là lái một chiếc xe. Tôm như đó ho, ví dụ như là tôm là đang nắm giữ một cái đó ho. Thì thường cái hướng mà tiếp cận trong lập trình hướng tượng, nó là một cái kỹ thuật mà cho phép chúng ta biểu diễn các cái đối tượng trong thực tế với các cái đối tượng bên trong chương trình. Mình sẽ đưa một vài ví dụ như là đối tượng con chó trong thực tế chẳng hạn, thì nó gồm có các cái trạng thái như thế nào nhỉ? Trạng thái ví dụ như có tên nè, nó có màu sắc nè, nó có giống, nó thuộc giống nào nè, nó có cảm xúc ra sao nè, nó có các cái hành vi ví dụ như là xúa nè, vẫy đuôi nè, ăn nè, chạy nè, đúng nhỉ? Hoặc là một cái đối tượng trong thực tế khác, ví dụ như đối tượng ô tô chẳng hạn, thì nó có các trạng thái như thế nào? Ví dụ như là hãng sản xuất nè, kích thước nè, màu sắc nè, có giá tiền nè, đúng nhỉ? Nó có các hành vi ví dụ như là tăng tốc nè, giảm tốc nè, đúng nhỉ? Hoặc là một cái đối tượng khác trong thực tế, ví dụ như là tài khoản ngân hàng đi, thì nó có trạng thái ví dụ như là tên tài khoản nè, số tài khoản nè, tên ngân hàng nè, số dư nè. Nó có các cái hành vi ví dụ như là rút tiền nè, gửi tiền nè, kiểm tra số dư nè. Có rất nhiều các cái đối tượng thực tế mà các bạn hoàn toàn có thể liệt kê ra các cái trạng thái và các cái hành vi tương ứng. Rồi, mình vừa giới thiệu với các bạn một cái khái niệm, đó là đối tượng. Thì bây giờ mình qua cái khái niệm thứ hai, đó là lớp đối tượng. Thì các bạn cứ hình dung á, là lớp đối tượng nó giống như là một cái khuôn mẫu, hay người ta gọi là cái template, mà ở đó là nó mô tả cái trạng thái và hành vi của một loại đối tượng nào đó mà cái lớp đó hỗ trợ. Và một cách thể hiện khác của đối tượng, tức là đối tượng nó chính là một cái thực thể, hay người ta gọi là một thể hiện của một lớp. Ví dụ các bạn nhìn vào cái hình, ví dụ các bạn thấy cái hình này đúng không? Thì các bạn để ý nè, cái này, cái object nó là cái gì? Tức là cái con mèo thì nó sẽ có trạng thái. Ví dụ như là một cái object, ví dụ có trạng thái. Trạng thái là gì nè? Có tên nè, có màu lông nè, có giống nè, đúng nhờ? Và hành vi, ví dụ như là ăn nè, uống nè, rồi kêu nè, đúng nhờ? Thì cái đó là định nghĩa một cái object. Rồi, một cái lớp. Lớp thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể định nghĩa, ví dụ như là lớp là mèo, là nó có tên nè, màu lông nè, giống nè, nó có các phương thức ví dụ như là kêu nè, ăn uống nè, đúng nhờ? Rồi cái intent này các bạn cứ hình dung như này này, ví dụ như các bạn cũng có một con mèo, mình cũng có một con mèo. Ví dụ con mèo của mình nó có cái tên là, cái trạng thái của con mèo của mình nó có tên, ví dụ tên là Mimi, nó có cái màu là màu vàng nâu, nó là thuộc giống mèo thuần chủng. Nó có các hành vi, ví dụ nó kêu meo meo, nó ăn những thức ăn cho mèo. Nhưng mà con mèo các bạn là nó không phải tên Mimi, mà nó tên ví dụ như là tên là ABC, nó có lông màu đen, nó có là cái giống là mèo lai, đúng nhờ? Nó có các hành vi, ví dụ như nó cũng kêu là meo meo, nó cũng ăn các cái thức ăn cho mèo. Nguyên lý về khái niệm thứ ba là
Khái niệm thứ ba là khái niệm là về nguyên lý lập trình hướng tượng. Thì nguyên lý lập trình hướng tượng á, thì mình trình bày cho các bạn là về bốn cái nguyên lý chính của lập trình hướng tượng. Thứ nhất là tính trừu tượng. Tính trừu tượng á, thì tức là từ những cái đối tượng mà giống nhau thì nó có thể trừu tượng hóa thành một cái lớp, và nó loại bỏ các cái tính chất phức tạp của đối tượng bằng cách là nó chỉ ra các cái thuộc tính và các cái phương thức mà cần thiết cho cái đối tượng đó trong lập trình. Và cái tính trừu tượng nó còn phụ thuộc vào góc nhìn. Ví dụ như cùng là một cái đối tượng là con mèo, nhưng mà ví dụ như giờ một cái người phụ nữ nào đó thì họ nhìn, à họ không biết là à, con mèo này thì chăm sóc ra sao, cho nó những thức ăn như thế nào, đúng không nhỉ? Nhưng mà đối với nhà sinh vật học, họ nhìn vào nó, à con mèo này nó có bao nhiêu cái tế bào, à nó là thuộc động vật loại gì, à, đúng không nhỉ? Hoặc là ví dụ như là một cái xe, thì sở hữu cái xe người ta sẽ quan tâm tới là cái mô tả chi tiết cái xe, à cái dịch vụ mà quá khứ nó như thế nào, cái lịch sử mà đi 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 tiêu gọi là tiêu thụ xăng nó ra sao. Cái nhà đăng ký xe thì họ quan tâm đến cái số khung của xe, cái biển số xe, nó nhà ai là người sở hữu cái hiện xe hiện tại, tiền thế, những người làm gara thì quan tâm đến số xe, người quan tâm đến chi tiết công việc, quan tâm đến cái chi tiết cái hóa đơn, đúng không nhỉ? Rồi cái nguyên lý thứ hai của lập trình hướng đối tượng đó là đóng gói dữ liệu. Đóng gói dữ liệu tức là mỗi lớp được xây dựng để thực hiện một nhóm chức năng riêng của cái lớp đó, và nó cho phép là giấu thông tin của cái đối tượng bằng cách là kết hợp các cái thông tin và các cái phương thức liên quan đến bên trong của đối tượng. Ví dụ như là một cái đối tượng là cái máy, ví dụ như là máy 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 gọi là hâm đồ ăn đi, đúng không nhỉ? Nhưng mà bản thân mình nhìn thấy đối tượng này, nhưng mà bên trong nó là gồm rất là nhiều các cái chi tiết nhỏ. Các cái chi tiết này nó được cấu thành rất nhỏ từ các cái thiết bị, ví dụ như vi mạch các kiểu, và nó sẽ tạo lên các cái gọi là các cái interface. Ví dụ như à nhấn ở chỗ này là cái nút bật tắt, đúng không nhỉ? Hoặc là chỗ này là cái cửa dùng để mở ra mở vô, đúng không nhỉ? Rồi cái này là một cái bàn bàn và bàn xoay để đặt cái thức ăn vào. Nhưng mà đó đến là cái nguyên lý mà gọi là bao bọc và đóng gói dữ liệu. Cái nguyên lý thứ ba của lập trình hướng tượng đó là nguyên lý về kế thừa. Thì kế thừa nó cho phép xây dựng một cái đối tượng lớp mới dựa trên các cái định nghĩa của lớp đã có, và cái lớp đã có người ta gọi là lớp cha, và lớp mới phát sinh người ta gọi là lớp con. Và lớp con á, thì có thể kế thừa tất cả các cái thành phần từ lớp cha, và nó có thể mở rộng các cái thành phần, bổ sung các thành phần mới. Ví dụ như là giảng viên hay sinh viên đều là lớp con của lớp người, đúng không nhỉ? Bởi vì giảng viên nó đều có các cái thông tin của, ví dụ như là nó cũng có họ tên, có ngày tháng năm sinh, có quê quán. Sinh viên cũng tương tự. Ví dụ như là animal tức là động vật, động vật thì nó là lớp cha của lớp con mèo, lớp con cá chẳng hạn, đúng không nhỉ? Không, khá là dễ hiểu. Cái nguyên lý cuối cùng của lập trình đối tượng đó là đa hình. Tính đa hình tức là cùng một cái hành vi thì nó có thể được sử dụng cho những cái mục đích khác nhau. Ví dụ như cùng là hành vi lái xe, nhưng mà mỗi cái xe hơi nó sẽ có cái cách lái khác nhau. Hoặc là ví dụ là cùng một cái hành vi là vẽ, nhưng mà tùy vào cái đối tượng được chọn mà nó có cách vẽ khác nhau. Ví dụ như vẽ một cái điểm, vẽ một cái đường, vẽ một cái hình tròn, hay là vẽ một cái hình vuông chẳng hạn. Rồi tóm tắt lại của cái nguyên lý lập trình hướng tượng, các bạn nhớ cho mình là bốn cái nguyên lý của lập trình hướng tượng đó là: thứ nhất đó là trừu tượng, thứ hai là đóng gói, thứ ba là kế thừa, và cuối cùng là đa hình. Rồi mình sẽ giới thiệu qua cái phần thứ tư, mình giới thiệu qua về cái ưu điểm của lập trình hướng tượng. Thì ưu điểm lập trình hướng tượng này á, là lập trình hướng tượng thì dữ liệu nó không bị thay đổi do trong cái thiết kế. Dữ liệu nó không bị thay đổi tự do trong cái chương trình như lập trình cấu trúc.
Và khi thay đổi cái cấu trúc của một đối tượng á, thì chúng ta không cần thay đổi toàn bộ các mã nguồn đối tượng khác, mà chỉ cần thay đổi một số hàm thành phần thôi. Và chúng ta có thể sử dụng lại mã nguồn. Điều đó chính xác rồi, nó thông qua kế thừa chúng ta sẽ làm được điều đó. Và các cái phần mềm mà yêu cầu phức tạp thì sử dụng lập trình đối tượng nó sẽ rất là tốt, dễ kiểm soát, dễ quản lý và dễ bảo trì, dễ mở rộng hơn rất nhiều. Thì đó là những các cái nội dung của cái chương đầu tiên mình muốn gửi đến các bạn. Thì nếu có cái vấn đề gì thắc mắc hay không hiểu thì các bạn có thể comment ở bên dưới bài học, mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.